Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 97, quyển 11, chương 497, chỉ cần không để người khác chê cười. Váy cưới do Lâm Yêu nhờ Diệp Uyên tìm là một thương hiệu nổi tiếng ở châu Âu đặt làm gấp. Vì hôn lễ của Tố Diệp quá bất ngờ nên Lâm Yêu không có thời gian đợi nhà thiết kế làm ra một bộ hoàn toàn mới, chỉ có thể nghĩ ra những ý tưởng mới để tiến hành sửa chữa ở mức độ nhỏ ngay trên nguyên mẫu, nhưng giá thành cũng không hề rẻ. Tố Diệp từng đặt váy cưới cho Lâm Yêu, thế nên giá cả thế nào cô cũng nắm rõ trong lòng. Vừa nghe xong câu đó, cô lập tức liền lo lắng không yên. Váy cưới đã đắt tiền, mấy bộ lễ phục đi kèm khác lại càng mắc, thế nên cô cũng chia ra làm đôi cho hai người quản lý, cất ở hai nơi. Tố Diệp cũng chẳng mang tới việc trang điểm cô dâu gì nữa, cả một nhóm người vội vàng đi về phía người trông coi váy cưới. Chàng Lãng Thần cũng bé bé thần thần đi theo cùng. Căn phòng dành riêng để váy cưới không lớn lắm, nhìn ra là thấy được tận cùng. Chiếc váy vốn mặc trên người mannequin giờ đã biến mất, chỉ còn lại một hình nộm giả trần trụi, đón tiếp mọi người. Nhân viên quản lý váy cưới là một cô gái mới ngoài 20, cô ta đứng ngoài cửa ra vào, vừa lo vừa sợ, liên tục xin lỗi Tố Diệp. Quản gia của khách sạn dĩ nhiên rất căng thẳng, ông ta trách mắng cô ta mấy câu, cô ta lập tức bật khóc. Tố Diệp không còn tâm trạng đâu để an ủi cô bé ấy nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, váy cưới lại không cánh mà bay, đám cưới còn cử hành thế nào đây? Lâm Yêu giận đến nghiến răng ken kẹt, nhưng chuyện này đến lúc này, cô mắng mỏ nhân viên thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Cô ấy bèn hỏi. Chẳng phải cô vẫn ngồi trong váy cưới sao? Tại sao lại không thấy nó đâu một cách vô lý như vậy? Cô gái nhỏ nghẹn ngào, nói mình đi vào nhà vệ sinh một lát, lúc về đã phát hiện nó đã biến mất. Mấy bạn học khác của Lâm Yêu thì không được khách khí như thế, ngữ khí của họ gắt gai gắt hơn. Sao mấy cô gái trẻ các cô bây giờ thiếu tinh thần trách nhiệm thế? Bảo cô trông váy cưới, đây là công việc của cô, kể cả cô đi vệ sinh cũng phải tìm một người trông hộ một lúc được chứ. Bây giờ đã xảy ra chuyện mất váy cưới tày trời này, cô có gánh nổi không? Gọi giám đốc của các cô tới đây, thật là quá đáng. Cô bé vừa nghe xong, dậm chân lập tức mềm nhũn, hoa gốc càng dữ dội hơn. Tố Diệp cũng muốn chửi thề nhưng vẫn kiềm chế. Cô quay đầu hỏi quản gia. Lễ phục vẫn còn nguyên chứ à? Ừ, vẫn còn. Phía lễ phục vẫn có người trông coi. Vừa rồi tôi qua đó kiểm tra, tất cả còn nguyên ạ. Quản gia vội vàng trả lời. Chàng Lãng Thần bên cạnh khẽ hỏi. Các ông ngay trong phòng đều tìm cả rồi chứ? Quản gia gật đầu. Đều tìm cả, mới thông báo cho chị ạ. Tôi thấy chuyện này, lập tức nói với tổng giám đốc Niêm một tiếng đi. Chàng Lãng Thần đặt thần thần xuống, nói với Tố Diệp. Đầu óc Tố Diệp cũng quay cuồng, nhất thời giữ im lặng. Đúng lúc này, Diêm Lam vội vã từ phía lễ đường đi qua, thấy cả một đám người xuống vào đây, con bé đi tới gõ cửa. Chị, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chị thay váy cưới xong chưa? Lâm Yêu sốt ruột trả lời. Váy cưới mất rồi, con thay thế nào đây? Hả? Diêm Lam bàng hoàng, đi vào trong phòng mới nhìn thấy ma lực cành trống trơn. Thế là thế nào? Bé Ngàn đâu rồi? Tố Diệp mệt mỏi hỏi. Vì anh rể đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, hôm nay có nhiều người tay to mặt lớn tới lắm, anh ấy đang phải tiếp đón họ. Diệp Lan nói, Tố Diệp cũng có thể tưởng tượng ra bên ngoài mận rộn rừng nào. Đúng lúc cô đang rối trí thì Tố Khải cũng từ ngoài vào, trong tay ôm một đống trắng xóa. Sau khi thấy Tố Khải Diệp, cậu chào một câu với vẻ khó xử, tất cả mọi người đều nhìn qua kinh hoàng. Lâm Yêu loáng thoáng thấy từ trong tay Tố Khải có vẻ quen mắt, cô chạy lên đầu tiên, kéo ra xem những mảnh vụn rơi đầy đất, ai nấy đều ôm miệng. Tố Diệp trợn tròn hai mắt, thứ Tố Khải ôm trong lòng chính là bộ váy cưới ấy, giờ đây nó chỉ còn lại những mảnh vụn tàn tác. Phát hiện được ở trong nhà vệ sinh nam, nét mặt của Tố Khải trở nên nghiêm túc. Có người đã cắt váy cưới rồi vứt vào trong đó. Vậy phải làm sao? Ai mà thất thất như vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, váy cưới bị cắt ra như thế này, còn mặc thế nào nữa? Diệp Lan vô cùng lo lắng, Tố Diệp buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Đem đi báo với anh rể một tiếng, Diệp Lan đề nghị. Con bé vừa định đi đã bị Tố Diệp giữ lại. Trên này đừng để anh ấy biết là hơn. Những người khác đều sững sờ. Giờ dù có nói tranh ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là tới giờ cử hành hôn lễ rồi, cũng không thể chạy tới cửa hàng váy cưới thuê một bộ được. Tố Diệp ngồi xuống sofa, day day hai bên thái dương rồi nói. Thông thường mấy bộ quần áo cửa hàng váy cưới đều bày biện, chỉ là hàng mẫu, cứ cho rằng có mang tới đây. Mấy bộ lém luốc, cho dù có giặt sạch sẽ thật cũng không thể đảm bảo nó phù hợp về kích cỡ. Từ lúc đó, mặc ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười, làm mất mặt niềm mấy ngàn.
Không cần nói, Tố Diệp cũng biết khách khứa bên ngoài ai ai cũng có lai lịch không hề đơn giản. Nếu cô ăn mặc một bộ váy cưới nhơ nhuốc hoặc cộc cạch đi ra ngoài thì rõ ràng đang cho người ta một cái cớ để cười vào mặt. Hơn nữa, ngoài những vị khách tôn quý ra còn có đồng nghiệp ở trong công ty, trong phòng tâm lý. Hôm nay, cô thấy mợ Phương Tứ Bình ăn mặc vô cùng diêm dúa, có đánh chết Tố Diệp cô cũng không muốn xấu xí trước mặt mợ. Còn cả bạn bè, người thân bên nhà vợ, họ sẽ nhìn cô như thế nào? Tố Diệp không thể mạo hiểm, không thể để họ bàn tán sau lưng đến mấy ngàn rằng đường đường là tổng giám đốc, đi lấy một cô vợ lại để mặc váy cưới người khác đã từng mặc qua. Bầu không khí căng ra. Rất lâu sau, Kem. Bất ngờ, Tố Diệp trầm mặc nãy giờ nảy ra một tiếng, đôi mắt đẹp sáng rực lên. Những người khác nhất thời còn chưa kịp hiểu gì. Kem là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy nhất định có cách. Tố Diệp đứng dậy, giọng nói trở nên gâm gáp. Tuy rằng cô vẫn chưa thể khẳng định được Kem có thể giúp cô giải quyết vấn đề này, nhưng bây giờ chỉ còn cách cử hy vọng cuối cùng. Mọi người có thể không biết Kem, nhưng Lâm Yêu thì biết, cô ấy lo lắng hỏi. Anh ấy liệu có giúp không? Hơn nữa, cho dù anh ấy muốn giúp, có thể giúp được gì? Tố Diệp cũng hiểu cho nỗi lo của Lâm Yêu, cô khẽ thở dài. Tiếc là mình lại chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy. Kem, chính là Nhiếp Thiên Luật phải không? Chàng Lẫn Thuần hỏi một câu, Tố Diệp gật đầu. Để tôi đi tìm anh ấy. Chàng Lẫn Thuần không hề do dự. Trước đây khi ở công ty truyền thông, tôi từng hợp tác với anh ấy một lần, nên khá hiểu con người anh ấy. Và lại, hôm anh ấy tới dự đám cưới theo quan hệ với Niêm Ách Ngàn, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ vui lòng giúp đỡ thôi. Cô đợi tôi một lát, tôi đi tìm anh ấy nói rõ tình hình. Tố Diệp vội vã gật đầu, Chàng Lẫn Thuần bèn dẫn Thần Thần rời khỏi đó. Chẳng mấy chốc, Nhiếp Thiên Luật đã tới. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, anh ấy cười rất thoải mái rồi nói ngay. Cách nhanh nhất chính là phát huy nguyên liệu sẵn có. Không phải anh lấy nguyên liệu từ phù dâu hay trên quần áo của một chị em nào đó đấy chứ? Tố Diệp cảm thấy anh ấy là một người rất dễ nói chuyện. Nhiếp Thiên Luật lắc đầu, anh ấy quan sát Tố Diệp rồi bất ngờ hỏi. Cô dám thử phong cách mới là độc đáo không? Không thành vấn đề, chỉ cần không để người ngoài chê cười là được. Tố Diệp cũng rất cởi mở, nghe thấy Nhiếp Thiên Luật nói như vậy, cô cũng không lo lắng nữa. Vì anh ấy dám nói như vậy thì chứng tỏ anh ấy có thể đảm bảo giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn. Yên tâm, có tôi đây, tuyệt đối không để cô mất mặt đâu. Diệp Thiên Thuận cười. Chúng ta phải làm gì? Diệp Lan hỏi. Nhiếp Thiên Luật đảo mắt nhìn xung quanh như đang suy nghĩ gì đó, rồi anh ấy lại nhìn lên người Tố Khải, làm cho Tố Khải nổi hết da gà. Nhiếp Thiên Luật hỏi. Cậu là em trai của cô ấy? Tố Khải gật đầu. Chắc cậu có chuẩn bị áo sơ mi dự phòng chứ? Mấy hôn lễ kiểu này tốn rất nhiều thời gian. Thường là những người thân thích chẳng ai chỉ mặc một bộ quần áo tới đón tiếp khách khứa. Cậu ấy là em trai của cô dâu, chắc chắn là ở lại cuối cùng. Tố Khải gật đầu. Tôi cần áo sơ mi trắng, ít nhất là 4 chiếc. Nhiếp Thiên Luật đưa thẳng ra yêu cầu. Nhưng tôi chỉ mang có 1 chiếc. Tố Khải vội nói. Nhiếp Thiên Luật nhìn xuống chiếc sơ mi của anh, lại là màu xám chì. Yên tâm đi, để tôi giải quyết. Tú Khải nghĩ tới phù giày và Niêm Ách Ngàn. Nhiếp Thiên Luật dặn dò. Phải nhanh đấy. Tú Khải gật đầu, đang định đặt đống mảnh vụn dưới đất lên, bỗng nhịn Nhiếp Thiên Luật ngăn lại. Chỗ này vẫn còn dùng được. Mọi người bắt đầu khâm phục bản lĩnh biến giờ thành tốt của Nhiếp Thiên Luật. Chưa đầy 2 phút sau, hứa đồng trong bộ lễ phục phù dâu đã vội chạy vào cùng với Tú Khải, ôm theo mấy chiếc sơ mi trắng. Tú Diệp đón lấy mình, lè lưỡi, tất cả đều là những sơ mi trắng được đặt may với giá không hề rẻ. Của Tổng giám đốc Niên và Tổng giám đốc Kỳ. Hứa Đồng nói. Anh Hàm biết chuyện này không? Tố Diệp hỏi. Hứa Đồng rất bình tĩnh. Yên tâm, tôi sẽ nói với anh ấy. Lúc này Tố Diệp mới thở phào, lúc này còn bắt Niêm Ánh Ngạn lo lắng, đã không cần thiết nữa. Quyển 11, chương 498, sự xuất hiện đặc biệt. Nơi cửa hành hôn lễ là một khung cảnh náo nhiệt, Niêm Ánh Ngàn trong bộ đồ chú rể nét mặt rạng rỡ, áo vest thẳng tắp càng làm dáng người anh thêm cao sáo, rắn giỏi. Anh bận rộn tiếp đón rất nhiều khách khứa, nụ cười rõ ràng hơn thường ngày rất nhiều. Niêm Mịch Tiêu cũng mời một số bạn bè tới, cậu ta bận bị với đám bạn đó của mình, nhưng vỡ chừng vẫn bị Niêm Mịch Ngạn kéo qua giới thiệu, cho biết một số đối tác làm ăn trong kinh doanh. Hôm nay Niêm Mịch Tiêu cũng khá ngoan ngoãn, hoàn toàn trong điều bộ nghe lời sai bảo. Phương Tứ Bình và Tố Bông cũng bận quýnh quáng. Có người bà con kéo Phương Tứ Bình lại, tất cả mấy phía Niêm Mịch Ngạn ở đằng xa. Trường đều trai thế kia, liệu có phải là người yên phận không? Luôn có một số người thích ghen ăn tức ở với người khác. Câu hỏi này vừa thốt ra đã thu hút sự chú ý của không ít bà con thân thích.
Phương Tứ Bình thì nói với vẻ ung dung. Dạ, vậy thì các bạn nghĩ sai rồi. Thằng con rể này của tôi có thể nói là rồng trong loài người. Nó có thể quản lý cả một doanh nghiệp lớn như thế, không có chút trách nhiệm sao được chứ? Càng là những người đàn ông như Bách Ngạn mới càng có trách nhiệm. Các bạn không biết đâu, Bách Ngạn đối xử với Tiểu Diệp tốt lắm. Cứ lấy đám cưới này ra làm ví dụ, Tiểu Diệp nhà tôi và ông Tố cũng chẳng phải lo chuyện gì sất. Thế sinh lễ cô không nhận thiếu đi chứ? Nói mấy chuyện thầm phào làm là việc làm của mấy người bà con khi thích so sánh. Nét mặt Phương Tứ Bình vô cùng đắc ý. Chị ba, Tiểu Diệp nhà chúng em là con gái nhà danh giá, chị cảm thấy sinh lễ có thể thiếu được sao? Lúc đó Bách Ngạn đã làm cho nhà gái hơn chục triệu, nhưng khoản tiền này sao em và ông Tố lại nhận được? Bách Ngạn cũng là đứa trẻ có lòng, nhà và xe sau khi kết hôn dĩ nhiên là không thể thiếu, nhưng mấy thứ đó là của con cháu, bọn em tuyệt đối không lấy đâu. Bách Ngạn thấy bọn em không nhận đã mua cho mẹ em mấy thứ khác thay vào. Chị nhìn đống trang sức trên người em này đều là của Bách Ngạn tặng cả đấy. Tất cả họ hàng đều túm tụm lại tấm tắc ra vẻ hiếu kỳ. Phương Tứ Bình nói cũng không ngoa, chỗ sính lễ này đúng là nên Bách Ngạn đã nặng nặc đưa. Nhưng Phương Tứ Bình và Tố Đông cảm thấy như vậy chẳng khác nào bán con gái, nên nói sao cũng không nhận. Nếu Bách Ngạn không còn cách nào khác đành phải gửi dưới danh nghĩa của Tố Diệp. Nhưng mấy món trang sức trên người Phương Tứ Bình đều đứng do Niêm Bách Ngạn tặng, tất cả đều là của showroom đề, cái nào cái đấy cũng vô cùng đắt giá, thế nên dĩ nhiên là sặc sỡ lóa mắt. Bách Ngạn, Phương Tứ Bình gọi Bách Ngạn tới. Niêm Bách Ngạn rút đuôi khỏi đám bạn bè, mỉm cười đi tới. Phương Tứ Bình bèn hào hứng giới thiệu cho anh từng người bà con thân thích một. Niêm Bách Ngạn chào hỏi từng người, trò chuyện mấy câu, có người bà con xin anh chiếc thẻ khách hàng thân thiết. Niêm Bách Ngạn khẽ cười nói, tình thấy trước này luôn là sản phẩm có giá trị, thế nên không làm thẻ khách hàng thân thiết. Nhưng bây giờ mọi người đều là người một nhà, nếu sau này mọi người có tới tinh thành mua đồ, còn có bảo phía thị trường bán giá gốc cho mọi người. Ôi sao, thằng con rể em biết ăn nói quá đi. Việc làm lần này của Niêm Bách Ngạn là lời hứa rộng rãi của anh đã khiến Phương Tứ Bình nở mày nở mặt, bà càng thêm đắc ý. Thế nào, cậu con rể của tôi đủ tốt chứ? Người ta là thương nhân kinh doanh nổi tiếng, còn được đương là tổng giám đốc, lại đi thân giảm giá cho mọi người. Mọi người phải biết, đó là giảm giá đấy nhé. Thương hiệu này chưa bao giờ có chuyện giảm giá đâu, kể cả Tổng thống Mỹ muốn mua cũng không có giảm một xu. Các bà con đều lần lượt gật đầu, Niêm Bách Ngạn nhìn ra tâm tình thích sĩ diện của mợ, anh chỉ mỉm cười không nói gì nhiều. Sau khi trò chuyện thêm mấy câu, Giang Mặc Viễn đi tới gọi anh. Từ các cô gì trừ bác, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên. Niêm Bách Ngạn lễ phép nói, mau đi 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 đi, đám cưới sắp bắt đầu rồi, còn có mau chuẩn bị đi. Phương Tứ Bình như một người mẹ ruột âm thầm sửa lại vạt áo cho anh, nét mặt tươi cười. Dạ. Niêm Bách Ngạn cũng cảm thấy ấm áp theo. Sau khi anh đi khỏi, mấy người bà con lập tức thay đổi suy nghĩ trước đó. Có người liền nói, Tiểu Diệp đúng là có phúc đấy, lấy được người đàn ông tốt. Phải đấy, vừa nhìn đã biết có tình cảm sâu đậm với Tiểu Diệp rồi. Tiểu Diệp nhà chúng ta sinh gái như thế, tìm được người chồng cũng sáng sủa, sau này sinh thêm một đứa cháu bụ bẫm, đó cũng là chuyện không chạy đâu cho thoát rồi. Mọi người nhìn đến Bách Ngạn xem, phong độ phóng khoáng, vừa nhìn đã biết là người đàn ông giỏi giang rồi. Tiểu Diệp sau này chỉ cần sống trong sung sướng thôi, còn cả cô và Tố Đông nữa, Bách Ngạn chắc chắn là chẳng phải là đứa không hiếu thảo đâu. Phương Tứ Bình nghe mấy lời nó không khép miệng lại được. Thời buổi này chính là như vậy, khen con rể trước mặt nhà trai sẽ khiến nhà trai tươi cười hớn hở, kể cả khen con rể trước mặt nhà gái cũng đạt hiệu ứng tương tự. Có thể thấy con rể quan trọng tới mức nào. Thời gian đã đếm ngược tới giờ cử hành hôn lễ, nên Bách Ngạn bỗng có chút căng thẳng. Anh bèn cùng với Giang Mặc Viễn, Thịnh Thiên Vĩ nói chuyện cho khuây khỏa. Khi Thịnh Thiên Vĩ nhìn thấy Niêm Bách Ngạn sửa lại cà vạt tới lần thứ 18, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được phải giơ tay ngăn lại. Mình nói là người anh em, lần đầu tiên xuống mỏ, cậu cũng đâu có xuất xình xình như vậy phải không? Niêm Bách Ngạn ngượng ngập, Giang Mặc Viễn thì cười cười nói, cậu cứ để cậu ấy sửa cà vạt đi. Tuy đây là lần thứ hai cậu ấy kết hôn, nhưng lại là lần đầu tiên làm đám cưới, nhỉ? Niêm Bách Ngạn không sửa chữa, cố ý ra sầm mặt xuống. Cái gì gọi là lần thứ hai kết hôn? À đúng rồi, vợ cũ của cậu có tới không? Thịnh Thiên Vĩ cố tình hỏi. Niêm Bách Ngạn mặc kệ cho họ trêu chọc, Diệp Ngọc vẫn không tới tham gia hôn lễ. Đám cưới của Diệp Yên, cô ta đã không thể tới thì hôm nay lại càng không thể có mặt. Cho dù tất cả mọi người đều biết đó là một cuộc hôn nhân không có thực chất, nhưng để tránh lời ra tiếng vào, Diệp Ngọc cũng không quyết không có mặt. Nguyễn Tuyên Mạn cũng không tới, chỉ có Nguyễn Tuyết Cẩm và Diệp Hà Thành nói chuyện rất phấn khích với các cổ đông. Mấy người đang trò chuyện bỗng nhìn Niêm Bách Ngạn, cảm thấy có người đang khẽ kéo quần của mình. Anh cúi xuống, hóa ra là Giang Thần, con gái của Giang Mặc Viễn. Anh cúi xuống, nó liền ngước gương mặt nhỏ xíu lên cười ngọt ngào với anh. Giang Mặc Viễn đi xâm panh về mới thấy cảnh ấy, anh đặt chiếc ly sang bên ngồi xuống. Thần Thần, qua đây với bố.
con muốn giữ đẹp trai lại bế cơ. Thần thần sống chết không chịu buông tay. Giang Mạc Viễn chẳng biết phải làm sao nên anh hạ mỉm cười, cúi xuống vòng tay rắn chắc bế thằng thần thần vào trong lòng rồi hỏi: chú đẹp trai hay bố con đẹp trai? Giang thần cười hi hi: cả chú và bố đều đẹp trai. Con gái cậu đúng là tinh danh, Ném Anh Hạn nói với Giang Mạc Viễn. Có lúc người lớn còn bị lũ trẻ bắt nạt đi đấy. Giang Mạc Viễn có con gái coi như tất cả. Thần thần danh ma lắm, cậu mà nói nó yêu bố hay yêu mẹ, nó không bao giờ nói chỉ yêu một người đâu. Ném Anh Hạn đùa giỡn với con bé: cậu thích trẻ con như thế này, sau này sau khi cưới vợ cậu không giành Giang được rồi. Thỉnh Thiên Vĩ cười ha ha, nụ cười nơi đáy mắt Ném Anh Hạn đã dần tắt ngấm, nhưng chẳng mấy chốc anh lại mỉm cười: chuyện này tớ sẽ nghe theo ý của Diệp Diệp. Ha, cậu chỉ được cãi cứng miệng thôi. Thỉnh Thiên Vĩ cố kỉnh trêu chọc, kẻ mù cũng nhận ra Ném Anh Hạn thích trẻ con như thế nào. Lúc anh ôm Thần Thần, nét mặt cậu ta yêu thương, cho tới lúc có con của mình chắc chắn là cưng chiều hết mức. Bây giờ cậu ta còn chưa có con, ngược lại đã quản vợ như quản con rồi. Một câu Diệp Diệp, hai câu Diệp Diệp, cứ như gọi con gái vậy. Ném Anh Hạn chỉ cười không nói gì, cúi đầu trêu Thần Thần. Thần Thần ôm cổ Ném Anh Hạn ngọt ngào, nói với giọng non nớt: chị gái xinh vẫn chưa mặc váy cưới. Sắc mặt Ném Anh Hạn lập tức gượng gạo, anh nhịp Giang Mặc Viễn: mình già thế cơ à? Giang Mặc Viễn im lặng, cố nhịn cười. Ném Anh Hạn dĩ nhiên sẽ không để tâm tới một cậu. Câu nói của con trẻ, cậu thêm hôm nay là ngày vui, anh bèn ôn thỏa nói với Thần Thần: là nỡ chị gái xinh sẽ mặc váy cưới, là đi ra ngoài rồi. Anh ngờ Thần Thần lắc đầu với môi: váy cưới của chị ấy biến mất rồi. Cái gì? Một câu nói của con bé làm mọi người ai nấy đều thất kinh. Thần Thần! Là tiếng của chàng lãng thần, thấy con bé ở trong lòng Ném Anh Hạn, cô ấy mới yên tâm thở phào, rồi có phần trách móc: con mau xuống đi, sao lại bắt chú bế thế kia, làm bẩn áo của chú thì sao? Nói rồi cô lại bế Thần Thần lại, nhưng Thần Thần níu chặt lấy cổ Ném Anh Hạn làm nũng: không đâu, Thần Thần muốn chú đeo trai bế cơ. Chàng lãng thần khó xử: được được, chú bế con ha. Ném Anh Hạn dỗ dành: con bé này lắm một cái lại chạy lung tung. Chàng lãng thần nhìn Giang Mặc Viễn: tất cả tại anh hay chiều nó. Giang Mặc Viễn cũng không giận dữ, chỉ khẽ cười: Diệp Diệp bên đó có chuyện gì vậy? Váy cưới có chuyện gì sao? Ném Anh Hạn rất muốn qua đó xem sao. Chàng lãng thần nói một câu khiến anh an tâm: không sao đâu, có Nhâm Thiên Luật ở đó rồi, đảm bảo mang tới tranh một cô dâu xinh đẹp, sẽ không để lỡ lành đâu. Ném Anh Hạn nghe thấy vậy cũng cảm thấy ngờ vực trong lòng, phải bắt Nhất Thiên Luật đích thân ra tay, xem ra chuyện này không hề nhỏ, nhưng có cậu ấy ở đó chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Các nhân viên chạy qua nhắc nhở sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Giang Mặc Viễn nhanh chóng tới bế Thần Thần. Đám cưới không có mấy tiết mục diêm dúa. Mỗi một phần đoàn Ném Anh Hạn đều yêu cầu trang phục trang trọng và nghiêm túc, giống hệt với tính cách của anh. Khi cô dâu còn chưa xuất hiện, Ném Anh Hạn đứng một bên thảm đỏ, tâm trạng hồi hộp tới cực điểm. Anh lại bắt đầu hối hận rồi. Lẽ ra anh phải tới phòng cô dâu xem tình hình như thế nào, lỡ như tối Diệp không ổn thì sao. Anh không nên quan tâm tới mấy phép tắc rằng Vương Tiếu Bình nói trước khi kết hôn cô dâu chú rể không được gặp mặt. Đang mải suy nghĩ lung tung, dưới bầu trời ngập hoa xuất hiện một hình bóng dịu dàng, mọi người đều đứng hết dậy. Là Tố Diệp, chiếc trực thăng kiểu nhỏ bay trên đầu, rắc ngàn vạn những cánh hoa tuyết cầu xuống đất. Một trời hoa rơi rụng như một cơn mưa tuyết, hòa hợp cùng sắc tím đậm của súng, trở thành sắc màu đơn thuần và tươi sáng nhất. Còn Tố Diệp, bộ váy cưới trên người cô khiến người ta không tốt lên người, giống váy cưới mà lại không giống. Nếu nhìn kỹ, nó được thiết kế một cách táo bạo từ chất liệu sơ mi trắng tinh khiết. Sơ mi được cắt cổ, cúc áo tay bằng vải vụn để trần hai bả vai, xuống tới eo thì bắt đầu thắt lại, tới mông nó lại được thiết kế thành kiểu đuôi cá, nhưng là kiểu đuôi nhỏ. Phía trước chỉ tới đầu gối, còn phía sau thì kéo theo một dây dài giống như váy cưới tầng tầng lớp lớp. Khi gió nhẹ thổi qua, những dải dây ấy cũng bay theo gió, trong cảnh hoa rơi xuống. Tố Diệp như một tiên nữ áo trắng từ trên trời rơi xuống, thanh thoát đến diệu kỳ. Trang trí phía trên bộ váy cưới cũng toàn là màu trắng, kiểu thiết kế này quả thực bạo sản. Nếu sử dụng không phù hợp, sẽ tạo ra cảm giác nhàm chán cho vị giác. Nhà tạo mẫu đã làm một chiếc khăn voan tinh tế trên mái tóc buông thả đơn giản của Tố Diệp. Lấy hoa súng làm tím chủ đạo, như vậy trông sắc màu trên người lại càng sáng sủa. Trang sức là do Lâm Yêu xin từ các chị em khác, cô ấy nói với mọi người rằng cô dâu muốn đeo đổi trang sức của bạn bè, mục đích là muốn lận lờ chúc phúc của bọn họ.
Các bạn nghe xong cũng tặng cô những món trang sức đẹp nhất, coi như là lấy chút may mắn từ người cô dâu. Thế nên, một bộ váy cưới độc đáo chỉ với 4 chiếc sơ mi đã qua tay Nhiếp Thiên Luật, trở thành một tác phẩm khiến người ta kinh ngạc. Theo lời khuyên của Nhiếp Thiên Luật, Tố Diệp cũng đổi kiểu tóc tạo mẫu từ trước. Sau khi nhìn váy cưới nhà tạo mẫu quyết định để cô thả tự nhiên, Nhiếp Thiên Luật cảm thấy cô đi chân trần thiên nam đỏ là hay nhất, lật đổ mọi khái niệm xa hoa trước đây, hoàn toàn trở thành một con đường của một nàng tiên. Tố Diệp đồng ý. Lâm Yêu lại thông báo cho các nhà thiết kế tại đó muốn họ trải đầy cánh hoa tím trên thảm đỏ. Họ bèn làm theo. Và thế, khi trời tiết hoa ập xuống, Tố Diệp đã bước chân trần xuất hiện như vậy. Đôi chân cô trắng trẻo sáng rực, bàn chân cũng vô cùng sạch sẽ. Khi nhẹ nhàng dẫm lên những cánh hoa súng, trong vũ điệu của gió và hoa, nó như tôn lên vẻ thuần khiết của cô. Khoảnh khắc này, khi ai có mặt cũng phải trầm trồ ngỡ ngàng. Niềm anh ngàn cũng đã chìm đắm trong hình ảnh của một Tố Diệp như vậy. Trên lễ đường, tiếng nhạc vang lên trang nghiêm, còn Tố Diệp đang từ từ khoác tay Tố Đông đi về phía anh. Cô xinh đẹp như một nữ thần, cầm cành ô liu trong thần thoại Hy Lạp, ánh mắt sáng ngời, thướt tha, uyển chuyển, xung quanh dường như cũng chìm trong quầng sáng ấy. Chúng cô đúng là một vị thần mà người ta không dám mạo phạm. Phù Dâu Hứa Đồng, phù rể Kỳ Đông Nham cũng đều ngây ngốc cả. Ánh mắt Kỳ Đông Nham đi từ những sợi sờ sâu sắc dần chuyển thành say đắm. Anh đã định sẵn sẽ phải thương xót người con gái này cả đời. Quyển 11, chương 499, chỉ có cô ấy mới xứng đôi với Hekai. Giống như một cuộc đời dài đằng đẵng, trên thực tế, kể từ khi Niêm Ánh Ngạn và Tố Diệp quen biết cho tới nay, họ nắm tay nhau chỉ có một năm. Vậy mà trong vòng một năm này, anh và cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Trên những cánh hoa súng tím, Tố Diệp dưới sự dìu dắt của Tố Đông bước từng bước về phía Niêm Ánh Ngạn. Ánh sáng hắt lên hình dáng cao lớn đĩnh đạc của anh kiên nhẫn và dịu dàng chờ đợi. Khi Tố Đông trao tay của Tố Diệp vào tay Niêm Ánh Ngạn, khoảnh khắc 10 đầu ngón tay đan vào nhau, tất cả những gì họ đã trải qua trước đây đều như một khung cảnh lướt nhanh qua. Gặp gỡ ở quán bar, trở thành quan hệ cấp trên cấp dưới, biết được thân phận của nhau, tình cảm có lúc bộc phát. Lễ hội ở Matamu Nội Mông, đầu tiên cô rời xa anh, trùng phùng tại Trấn Thiên Năng, quấn quýt tại Nam Phi, sự quy luyến tại Hồng Kông, vượt qua bao lời đơm đạp dèm pha, biến cố của nhà Hồ Diệp, rồi nghi hoặc tranh cãi giày vò lẫn nhau, lưu luyến không quên. Vô vàn những kỷ niệm ấy cũng trở nên rõ nét trong khoảnh khắc này, nhất là khi nắm lấy bàn tay của Niêm Ánh Ngạn, ấm áp và chân thực. Đám cưới không có quá nhiều tiết mục rườm rà, khi những người chủ trì hôn lễ đang chuẩn bị tiến hành nghi thức cho hai người tuyên đọc lời hứa, thì Niêm Ánh Ngạn giơ một tay ra. Phù Dâu Hứa Đồng nâng lên một chiếc khay vô cùng xinh đẹp, trên đó rải đầy mấy cánh hoa tuyết cầu. Giữa màu trắng ấy lộ ra một chiếc hộp gấm nhỏ xíu. Tố Diệp không biết anh định làm gì, Hứa Đồng đưa chiếc hộp gấm cho anh. Niêm Ánh Ngạn đón lấy, từ từ quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người. Tố Diệp sững sờ, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương lặng lẽ nằm đó, rực rỡ và thu hút ánh nhìn. Niêm Ánh Ngạn cầm lấy chiếc nhẫn lên tay, nhìn về phía Tố Diệp, ánh mắt chứa tràn tình cảm. Diệp Diệp, làm vợ anh nhé. Cuối cùng Tố Diệp ôm miệng, tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Đã từng có lần, cô cũng từng tưởng tượng ra lình liệu có phải có một màn cầu hôn lãng mạn hay không, giống như trong tiểu thuyết vẫn hay viết, như mấy bộ phim điện ảnh. Sau khi gặp Niêm Ánh Ngạn, người đàn ông vẫn này chưa hề nói với câu một chữ yêu nào. Sự nghiêm túc của anh, sự yêu cầu cao của anh khiến cô cảm nhận được sự thực tế của tình yêu. Thế nên cô cho rằng một người như anh sẽ không cầu hôn, cùng lắm anh chỉ nói một câu, mình kết hôn đi, giống như đa phần các cặp nam nữ bây giờ. Dưới sự ép buộc hàng ngày của Niêm Ánh Ngạn, tuy rằng Tố Diệp không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng có thể nhanh chóng phân biệt được kim cương tốt hay xấu. Quả trứng bồ câu phía trên chiếc nhẫn tự nhiên mà có, ánh mắt màu xanh lam chói lòa mạnh mẽ, các loại kim cương cực kỳ giá trị. Có thể nhận ra bản lĩnh giỏi giang của người cắt mài ra nó, thiết kế vòng tròn của nhẫn cũng mang theo ý tưởng độc đáo, diệu kỳ, hệt như thu vị trước anh tặng cho cô. Dĩ nhiên Tố Diệp hoàn toàn không biết chiếc nhẫn này đã được cất đi một thời gian rất dài, giờ mới được lấy ra. Chỉ có Hứa Đồng đứng sau lưng mới biết, chiếc nhẫn kim cương này đã hao tốn biết bao tâm huyết và công sức của Niêm Ánh Ngạn. Còn Kỳ Đông Nham đứng phía sau Tố Diệp cũng hơi bất ngờ, anh biết chiếc nhẫn kim cương này. Đây chính là thành quả lần đầu tiên Niêm Ánh Ngạn xuống mỏ, nó là loại kim cương đổi màu thuần bí, hiếm có. Anh ấy nhớ Niêm Ánh Ngạn đã đặt cho tên cái nó Hekai, vị thần nữ ma thuật trong thần thoại của Hy Lạp. Anh ấy cũng từng có may mắn được nhìn thấy nó một lần, nhưng nhớ rất sâu đậm. Viên kim cương này
được niềm ánh ngạn tung ra thị trường thì chắc chắn có mức độ quý giá sẽ vượt xa viên kim cương trong buổi phát triển của anh ấy hai hôm trước. Anh ấy không ngờ rằng nó lại được niềm ánh ngạn dùng làm nhẫn cưới. Không sai, hôm nay Tố Diệp không khác gì một nữ thần, chỉ có viên kim cương hết cây này mới xứng với cô. Tố Diệp lại không biết lai lịch của viên kim cương này. Cô chỉ biết khoảnh khắc này sống mũi cô trượt khe xè, màn cầu hôn tâm tình của niềm ánh ngạn trước mặt mọi người cùng với một đám cưới linh đình, khiến giờ phút này đây cô thực sự hiểu ra có lúc hình thức cũng chỉ mang một ý nghĩa nào đó. Cô khẽ gật đầu, khóe mắt đỏ ửng. Dưới sự hoan hôn của mọi người, niềm ánh ngạn đeo hai cây vào trong tay cô. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô làm cho những người xung quanh thêm ghen tị. Còn khi vật trao đổi tín vật, Tố Diệp cũng đeo nhẫn cưới vào tay Niềm Ánh Ngạn. Chiếc nhẫn cưới này, hôm đó Niềm Ánh Ngạn đã bảo cô tới Bờ Rai để lấy. Lúc đó, không biết đây là nhẫn cưới, phải tới khi giám đốc Lưu đưa cho cô mới phát hiện ra. Một đôi nhẫn thuần khiết thiết kế giản dị, rất thích hợp để đeo sau khi kết hôn. Khi ấy Lâm Yêu còn bất mãn nói với Niềm Ánh Ngạn quá hẹp hòi, chọn nhẫn cưới mà lại chọn loại đơn giản như vậy. Kích cỡ của nó vừa hợp với ngón tay của Niềm Ánh Ngạn, giây phút đeo nó vào tay anh, trong lòng Tố Diệp dâng lên vô vàn cảm xúc. Cả ngón tay Niềm Ánh Ngạn cũng khẽ run lên. Cô ngước mắt lên, thấy anh nhìn cô đầy yêu thương, gương mặt cô chợt ửng hồng, dưới đáy mắt phủ một lớp hơi nước mờ mờ. Niềm Ánh Ngạn nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, ghi bởi môi áp lên má cô, anh dịu dàng nói. Em đã từng nói với anh, muốn anh đừng bỏ rơi em. Diệp Diệp, cả đời này anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Trái tim Tố Diệp đập thình thịch không ngớt vì câu nói ấy, nước mắt cô cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống. Người bạn tốt Lâm Yêu và người mợ Phương Thứ Bình trong khoảnh khắc cử hành xong hôn lễ cũng cảm động bật khóc. Niềm Ánh Ngạn đặt môi Tố Diệp một nụ hôn sâu, cảnh tượng ấy đẹp như một giấc mơ. Chỉ có điều trong giờ phút ai ấy cũng hân hoan, chẳng biết cảnh ấy đã hoàn toàn lọt vào một đôi mắt. Đương nhiên họ cũng không thể nào phát hiện ra có người đang ác ý quan sát vì hắn ta đứng cách đó khá xa. Khi bỏ chiếc ống nhòm xuống, người đàn ông nở nụ cười tà ác, trên gương mặt hắn có một vết sẹo rất dài, cực kỳ đáng sợ. Nghi thức của hôn lễ không dài, nhưng thời gian cho cả đám cưới thì không hề ngắn. Nó sẽ bắt đầu từ sáng sớm đến tận tối muộn mới kết thúc, buổi tối chủ yếu là chúc mừng. Về chuyện đám cưới, Niềm Ánh Ngạn cũng từng hỏi qua Tố Diệp một lần. Ý anh là hôn lễ có thể tổ chức bên bờ biển, như vậy có thể kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nhưng Tố Diệp cảm thấy như vậy quá tốn thời gian, quan trọng hơn là trước mắt Tinh Thạch đang bận túi bụi mà sức khỏe của cậu lại không tốt, vậy nên vẫn tổ chức trong thành phố là hơn. Niềm Ánh Ngạn tôn trọng quyết định của Tố Diệp. Sau khi cử hành các nghi thức xong xuôi là thời gian tung hoa và chúc mừng. Hoa súng tím và hoa tuyết cầu bay như tuyết rơi rụng khắp trên người Tố Diệp. Kỳ Đông Nham đi tới trước, nhẹ nhàng tung những cánh hoa lên người Tố Diệp. Anh ấy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Tố Diệp nhìn anh ấy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Việc làm phù rể là do Kỳ Đông Nham chủ động đề nghị. Điện thoại Tố Diệp chủ động gọi cho anh ấy. Cô nói với anh ấy rằng: Đông Nham, em sắp kết hôn rồi. Ở đầu kia điện thoại, Kỳ Đông Nham im lặng rất lâu rồi nói với cô: Được, vậy anh có thể làm phù rể cho em không? Tố Diệp nghe giọng nói kìm nén của anh ấy nên với hơi chần chừ, nhưng ấy nói: Tiểu Diệp, anh không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu, vậy thì ít nhất hãy để anh được tiễn cô ấy trên thảm đỏ. Tố Diệp nghe mà chua xót trong lòng, thế là đã đồng ý. Thấy khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc, trong lòng Kỳ Đông Nham đau như dao cắt. Anh ấy bước lên, khẽ ôm cô vào lòng. Mặc kệ ánh mắt không vui của Niềm Ánh Ngạn sau lưng, anh ấy thì thầm bên tai Tố Diệp: Tiểu Diệp, em phải nhớ, bất luận khi nào, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh ấy đã tiễn người con gái của mình đi, trái tim cũng trống trải rồi. Cảm ơn anh Đông Nham, anh mãi mãi là người bạn tốt nhất của em. Tố Diệp cảm động. Đinh Tư Tư cũng tới, anh ta không tham gia tiết mục đón dâu mà tới thẳng khách sạn tham gia đám cưới vì anh ta ghét phải nhìn thấy Diệp Uyên. Cả ngày sau khi gặp Lâm Yêu, nét mặt anh ta cũng ít nhiều gượng gạo. Khi dắt cánh hoa trên người Tố Diệp, anh ta im lặng từ đầu tới cuối, rất lâu sau mới nói một câu: Chúc em hạnh phúc, Tiểu Diệp. Tố Diệp nhớ lại những lời giống trước anh ta nói, tâm trạng cũng có phần nặng nề hơn. Cô khẽ gật đầu, đáp: Cảm ơn anh đã tới. Đinh Tư Tử nhìn sâu vào mắt cô: Tới ngày hôm nay rồi, anh đã có bình thản đối mặt với đám cưới của em, nhưng với Yêu Yêu, anh vẫn chưa làm được. Tố Diệp nghe xong mà trái tim chợt thắt lại. Tới lượt Niềm Ánh Tiêu, tuy rằng cậu ta ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng gương mặt vẫn mang biểu cảm ngỗ ngược. Cậu ta đi tới trước mặt hai người họ, nói thẳng: Em có thể nhường tứ hợp viện cho anh người, sau này đừng có tới sai lưu cưới giày em, nhất là chị ấy.
Cậu ta nhìn Tố Diệp, cong môi cười. Đừng có mà theo thói quen tới nhà em, ngồi trên giường của em đấy. Cậu nói vẫn dở tệ, đủ khiến Niêm Ích Ngạn trong mày. Tố Diệp nhận ra cậu ta cố tình, thầm nghĩ phải giải quyết như thế nào, nhưng Niêm Ích Tiêu chỉ nhìn cô, như cười như không. Tố, thật ra em cũng muốn làm phù rể lắm, như Kỷ ấy. Niêm Ích Ngạn xa sầm mặt lại, khẽ nói. Bạn em còn đang đợi em đón tiếp đấy. Nhưng Niêm Ích Tiêu nhìn thẳng vào mắt Niêm Ích Ngạn, cười khiêu khích, nhưng đang có ý chống đối. Lúc này Tố Diệp nhẹ nhàng khoác tay Niêm Ích Ngạn, nhìn Niêm Ích Tiêu cười nói. Không đến làm phù rể là vì anh trai thương em. Em cũng thấy vậy, Kỳ Đông Nham hôm nay đã bận tối mắt tối mũi, tới tận bây giờ vẫn còn chưa được ngụm nước nào vào cổ. Với lại các cụ cũng nói rồi, không được làm phù rể cho người ta quá ba lần, nếu không sẽ không lấy được vợ đâu. Niêm Ích Tiêu thu lại ánh mắt, dẫu sao cậu ta cũng là một đứa trẻ tùy hứng, bèn hỏi. Thế chị thì sao? Tố Diệp cảm nhận được cánh tay Niêm Ích Ngạn bỗng chặt hơn, cô nghĩ nhanh. Chị cũng thương em chứ, ai bảo chị là chị dâu của em, có câu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, dâu trưởng như mẹ hiền. Dâu trưởng như mẹ hiền. Niêm Ích Tiêu lẩm bẩm. Rất lâu sau cậu ta bỗng bật cười khi nhìn lại vào trong mắt Tố Diệp, vẻ nhăn nhít đã y đi rất nhiều. Em hiểu rồi. Sau đó cậu ta chuyển sang nói một câu tiếng Trung lưu loát. Anh, chị dâu, hai người phải hạnh phúc đấy. Đây là lời chúc thật tâm của em. Có những lúc cậu ta biết rất rõ mình muốn nói như thế nào. Có những chuyện cậu ta cũng biết rất rõ mình muốn làm ra sao. Tố Diệp là người con gái cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mặt, nhưng lại lưu giữ một hình bóng không hề nhạt nhòa trong lòng cậu. Có lẽ duyên phận mà người Trung Quốc nói là như vậy, chủ có điều vẫn còn một loại, nó gọi là duyên không có phận. Kỳ thực cậu thanh niên đầy sức sống Niêm Ích Tiêu cũng không biết mình nghĩ như thế nào, không biết một chút nào, nhưng những lời chúc phúc thật lòng. Niêm Ích Ngạn thả lỏng gương mặt rồi giơ tay vỗ lên vai cậu ta hai cái, ý tứ sâu xa. Sau khi cử thành xong nghi thức, Niêm Ích Ngạn đến sai người đi kiểm tra hệ thống CCTV của khách sạn. Thông qua khoảng thời gian giao ca của các nhân viên quản lý, Niêm Ích Ngạn yêu cầu cung cấp toàn bộ tư liệu của CCTV. Khách sạn vốn là kênh mở tự do, tuy rằng không có thiệp mời sẽ không được vào, nhưng cũng không thể đảm bảo không thể lọt một con ruồi. Thế nên công việc này khá nặng nề. Nhưng Niêm Ích Ngạn kiên quyết điều tra, mà khách sạn cũng có trách nhiệm, không thể trốn tránh, thế nên đã đồng ý lập tức điều tra. Bãi cỏ nơi gặp gỡ vẫn là không khí nhộn nhịp của buổi lễ, người lớn tuổi không trụ được, dùng bữa xong đã rời đi trước, còn đa phần là những người còn lại là người trẻ. Khi hoàng hôn buông xuống, vũ hội cũng bắt đầu. Sau khi thay quần áo xong, Niêm Ích Ngạn và Tố Diệp tiên phong nhảy điệu đầu tiên, một người đàn ông phong độ và một người con gái dịu dàng xinh đẹp. Dưới ánh trăng thanh, họ đã vẽ lên một bữa tiệc thị giác tuyệt mỹ. Nhưng khi vũ hội trở nên vui vẻ hơn, Tố Diệp thay bộ lễ phục nào cũng không còn là nữ thần thánh không thể coi thường nữa. Cô cao hứng, đọ sức với bạn bè. Từ nữ thần biến thành nữ hán tử, Niêm Ích Ngạn thì trở thành sứ vậy. Hoa, cô cầm ly nào anh giật lại ly nấy, nhưng vẫn không thể rời mắt. Cô cứ thế, cười giòn giã náo loạn cùng đám bạn nghịch ngợm. Trong số người uống say còn có Diêm Lan, con bé nghiêng nghiêng ngả, tựa vào cạnh ghế. Ly rượu trên tay cô đã bị cướp mất. Cô ngước mắt lên, bỗng nhìn thấy Tố Khải. Hôm nay Cảnh Long đã đi chấp hành nhiệm vụ, không thể tham dự đám cưới. Nhờ có ánh trăng, Diêm Lan nhìn mãi vào gương mặt của Tố Khải, rất lâu không rời mắt. Tố Khải thở dài. Anh đưa em về trước. Buổi tiệc huyên náo này khi nào kết thúc còn chưa biết. Cô là con gái mà uống nhiều như vậy, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Diệp Lan lắc đầu. Để gọi điện thoại cho Cảnh Long, bảo ta tự đón em. Nói rồi Tố Khải rút di động ra. Cổ anh bất ngờ bị Diệp Lan ôm chặt, chẳng mấy chốc cô bật khóc, mang theo mùi hương rượu say mềm. Tại sao anh không cần em nữa? Tại sao chứ? Có phải anh thật sự đã thấy người khác cũng hờ hững như vậy không? Có phải anh thật sự cũng không còn yêu em nữa không? Lồng ngực Tố Khải khó chịu, sống mũi cay cay, anh đứng đờ ra đó, không thể nhúc nhích. Anh đưa em đi đi Tố Khải, em xin đấy, đưa em đi đi. Chúng ta mặc kệ tất cả, không còn suy nghĩ gì nữa có được không? Diệp Lan òa khóc nức nở, trái tim Tố Khải quặn thắt, đau tưởng có thể chết đi. Rất lâu sau anh mới kiềm chế cơn đau tim ấy lại, khẽ nói. Em say rồi. Diệp Lan nín khóc, từ từ buông thõng hai tay, cô lùi về phía sau một bước, nhìn anh qua làn nước mắt mông lung. Phải, em say rồi, say mất rồi. Gia đình Cảnh Long và gia đình họ Diệp thời gian gần đây đã bàn bạc đến chuyện cưới hỏi, cô còn có thể phản kháng sao? Cho dù cùng muốn chống đối, còn anh thì sao? Anh thật sự có thể đưa cô đi cao chạy xa bay hay sao? Không thể, cô cảm nhận được rõ ràng sự cương quyết của anh, thế nên cô đã nhận thua từ lâu rồi, không phải sao? Diệp Lan cô vẫn chưa ích kỷ đến mức ấy, nếu cô thật sự ích kỷ đòi hỏi,
vậy anh có thể đau khổ cả đời. Anh còn có lý tưởng của mình, người thân của mình, sự nghiệp của mình. Tú Khải cuộn chặt tay lại, bước lên, đỡ vững lấy cô. Đi nào, anh đưa em về. Không cần đâu. Sau khi khóc xong, Diệp Lam cũng bớt say phần nào, cô cười khẽ. Hôm nay là đám cưới của chị em rất vui, em sẽ ở lại thứ cuối cùng. Nhưng em say rồi. Còn có Cảnh Long, anh ấy sẽ tới đón em. Cô nuốt đau đớn vào trong lòng, cất lời, bàn tay Tú Khải bất lực buông xuôi. Ở bên kia bãi cỏ, Hứa Đồng cũng đã uống khá, nhưng cũng may, ngày thường đi tiếp khách cùng Ném Mấy Ngàn, cũng uống nhiều, tửu lượng của cô đương nhiên cũng được nâng lên. Cô chỉ hơi choáng váng, muốn tới khu vực nghỉ ngơi ngồi một lát. Ai ngờ vừa quay người sang, đã đâm sầm vào một đống ngực vạm vỡ. Ngay lập tức eo cô được ai ôm chặt, tiếng cười của người đàn ông trên đỉnh đầu cực kỳ mê người. Uống nhiều rồi sao? Hứa Đồng giật nảy mình, cô vội vàng lùi ra khỏi vòng tay của người đàn ông. Cô ngước lên nhìn, da đầu chợt nổ tung, hóa ra là Thịnh Tiền Vĩ. Tổng giám đốc Thịnh, tôi xin lỗi. Thịnh Tiền Vĩ cười sảng khoái. Em không sao chứ? À không sao ạ. Hứa Đồng hơi sợ người đàn ông này, cô cố gắng đè nén sự căng thẳng ở trong lòng để giọng nói được trôi chảy. Đang định viện cớ để rời khỏi đây, Thịnh Tiền Vĩ liền nói. Đi nào, tới khu nghỉ ngơi ngồi một lát. Thịnh Tiền Vĩ là bạn tốt của tổng giám đốc Niên, Hứa Đồng dĩ nhiên không dám nắc tội, chỉ biết bấm bụng đi theo. Khu vực nghỉ ngơi không có đông người, đa phần mọi người đều chạy ra bãi cỏ vui chơi rồi. Thịnh Tiền Vĩ lệnh cho nhân viên chuẩn bị cho Hứa Đồng một ít nước mật ong. Sau khi đón lấy, Hứa Đồng cảm ơn díu dít. Tiểu Hứa, hôm nay em đẹp lắm. Bất thình lình, Thịnh Tiền Vĩ nói ra câu ấy. Hứa Đồng còn hơi thở còn chưa kịp nốt hết, lập tức ho sặc sủa. Thịnh Tiền Vĩ bật cười, nghiêng người vỗ lưng cho cô. Hứa Đồng nam giáo ngồi gần anh như vậy, cô vội vàng dịch ra xa một chút khẽ đáp. Tôi không sao, cảm ơn tổng giám đốc Thịnh ạ. Thịnh Tiền Vĩ khó xử. Em đừng có suốt ngày tổng giám đốc Thịnh nữa đi. Nghe xong cô ấy, Hứa Đồng căng thẳng, cô nước nước bọt nói. Anh là bạn tốt của tổng giám đốc Niên, tôi đương nhiên phải xưng hô với anh như vậy rồi. Thịnh Tiền Vĩ không nói gì, chỉ nhìn cô đầy hứng thú. Bầu không khí có phần kỳ lạ. Một lát sau Thịnh Tiền Vĩ nói. Em sợ tôi à? Dạ. Hứa Đồng ngẩn người, đúng rồi, cô sợ muốn chết luôn. Có trời mới biết, cứ gặp người đàn ông này là cô như chuột gặp mèo, nhưng mấy lần này tuyệt đối không thể nói ra. Anh hiểu lầm rồi. Thịnh Tiền Vĩ cười ha ha. Ai cũng biết trợ lý Hứa bên cạnh tổng giám đốc Niên thông minh, giỏi giang, bình tĩnh, điềm đạm. Mà sao lần nào tôi gặp em cũng không giống như lời khen vậy. Hứa Đồng khó khăn ép ra một nụ cười, cô nhủ thầm trong lòng. Nói nhảm, đổi lại là người phụ nữ khác, nghe anh công khai đưa ra yêu cầu phục vụ dường như thế, không cao chạy xa bay như khói, mới là lạ đấy. À tiểu Hứa này, năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Thịnh Tiền Vĩ dựa ra sau ghế sofa, hỏi cô qua tiếng cười lớn. Hỏi tuổi là một vấn đề bất lịch sự, Hứa Đồng cảm thấy không có lý nào Thịnh Tiền Vĩ không hiểu điều này. Nhưng dẫu sao anh cũng là bạn thân, thân phận cấp trên, cô nể mặt, cô bèn trả lời một cách không tình nguyện. 29 ạ. Cô bằng tuổi của Tố Diệp, Thịnh Tiền Vĩ gật đầu lại hỏi. Em có bạn trai chưa? Hứa Đồng nghẹn lời. Vẫn chưa tìm à? Thịnh Tiền Vĩ nhìn cô rồi mỉm cười, chép miệng lắc đầu. Cái tay Ném Mấy Ngàn kia đúng là quá hạnh người. Không, tổng giám đốc Thịnh, tôi có bạn trai rồi. Hứa Đồng nói dối không đỏ mặt. Thịnh Tiền Vĩ nhướng mày, lắc đầu tiếc nuối. Hay, mấy cô gái đẹp toàn bị người khác giành mất. Hứa Đồng thật sự muốn rời đi. Bạn trai em là nghề gì? Anh có vẻ như muốn hỏi tận gốc tận rễ. Anh ấy bộc phét thế nào đây? Làm kiến trúc sư. Thịnh Tiền Vĩ gật gù như hiểu ra. Ở công ty nào vậy? Hứa Đồng đầu đổ bung một cái. Một công ty nhỏ thôi, không nổi tiếng đâu à. Mấy người từ tầng lớp như anh, nếu nói bất kỳ công ty nào cũng đều biết. Công ty nhỏ cũng không sao, quan trọng là nhân tài. Thịnh Tiền Vĩ nhấp một ngụm sâm banh. Tổng bộ bên công ty chúng tôi vừa hay đang muốn xây dựng một văn phòng mới. Nếu bạn trai em có hứng thú, có thể tới cạnh tranh. Chỉ cần thiết kế của cậu ấy có độc đáo, mang tới hạng mục xây dựng là không thành vấn đề. Hứa Đồng vừa nghe đã biết chuyện lớn rồi, cả sống lưng cô chợt cứng đờ, khó khăn lắm mới cử động được, biểu cảm trên mặt. Cảm ơn tổng giám đốc Thịnh, nhưng anh ấy thật ra cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, hay là thôi đi à? Thịnh Tiền Vĩ nhìn cô rất lâu, cười nói. Em thú vị thật đấy. Thú vị, thế là ý gì? Nhưng Thịnh Tiền Vĩ không tiếp tục giải thích, anh ta hỏi một câu không đầu không cuối. Tiểu Hứa, nghe nói ngoại ngữ của hai em ở trường đại học là tiếng Pháp. Hứa Đồng gật đầu. Một thời gian nữa tôi phải qua Pháp bàn một chuyện làm ăn,
có ngại tôi mượn người của Niêm Ách Ngạn không? Thiên Tinh Vĩ nói nửa đùa nửa thật, trái tim Hứa Đồng bất chợt rung rinh, cô cố gắng bình tĩnh lại. Tổng giám đốc Thịnh, đề cao tôi rồi, bên cạnh anh chắc chắn không thiếu những trợ lý giỏi tiếng Pháp, tôi không nên bày ra cái kém cỏi thì hơn. Thịnh Thịnh Vĩ tựa ra sau, giọng nói tùy hứng mà lời biếng. Sao lại là thể hiện kém cỏi? Ai mà không biết năng lực làm việc trợ lý của Hứa rất giỏi, tôi cũng mượn chút may mắn của em để nhanh chóng ký được hợp đồng đó. Tôi nghĩ nếu đích thân tôi nhờ mở lời với Niêm Ách Ngàn, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Tổng giám đốc Thịnh. Hứa Đồng đứng bật dậy, trong lòng rối bời. Tôi cảm thấy mình không thích hợp. Thật đấy, anh nên chọn người khác là hơn. Dứt lời cô định bỏ đi. Ê, năm nay em không lấy được chồng rồi. Tình thì Mỹ bất ngờ buông một câu, chẳng đâu ra đâu. Chi bằng, cứ cùng tôi đi chơi quanh nước Pháp một vòng, coi như là nghỉ phép đi. Hứa Đồng quay đầu. Ai nói với anh năm nay tôi không lấy được chồng? Em không nói được hoa cưới. Thịnh Thiên Vĩ cười xấu xa, Hứa Đồng im lặng. Lúc Tố Diệp ném hoa cưới, vừa hay cô và Diệp Lan đứng cạnh nhau. Khi hoa cưới bay về phía cô giơ tay ra, cả Diệp Lan cũng vậy. Có lẽ cả hai đều có ý muốn, nhưng lại nên đồng thời rụt tay lại. Cứ như vậy bó hoa rơi xuống đất, cả cô và Diệp Lan đều không đón được. Đây là một kết quả chẳng ai ngờ tới. Cô và Diệp Lan quả thực đã bị Tố Diệp lên lớp một bài. Thịnh Thiên Vĩ đứng dậy, đi về phía cô. Hứa Đồng căng thẳng lùi về phía sau một bước. Thấy vậy, Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu. Còn nói là không sợ tôi, Tiểu Hứa à, tôi không có ý đâu. Hứa Đồng cười ngượng ngập, cố gắng nắm chặt hai chân của mình xuống đất. Thịnh Thiên Vĩ đến bên cạnh cô, quan sát cô từ đầu đến cuối, bất ngờ ghé sát tay cô và nói. Thật sự có bạn trai rồi. Tìm Hứa Đồng suýt nữa thì bắn ra ngoài, cô hoảng hốt gật đầu. À, vâng, có bạn trai rồi. Thịnh Thiên Vĩ cười ha ha, không nói gì nữa. À, Tổng giám đốc Thịnh, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Hứa Đồng chỉ muốn rời khỏi ngay đây ngay lập tức. Thịnh Thiên Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, cô nuốt nước bọt rời khỏi đó. Một đám người bận rộn từ sáng tới tối mịt, ban ngày trang nghiêm, buổi tối hân hoan, mang rất nhiều hình thái. Kỳ Đông Nham và Niêm Ách Ngàn không thể không bị trước rượu, cũng may đám Giang Mặc Viễn biết dạ dày của anh không tốt, cũng được thường xuyên đỡ hộ. Nhưng đêm tân hôn, sợ là chú rể nào cũng không thoát khỏi cảnh bị chuốc say. Niêm Ách Ngàn muốn đi xem Tố Diệp, anh sợ cô uống say lại gây chuyện đâu đó. Cô không có ai ở bên bãi cỏ, có lẽ là ở trong phòng, hoặc chưa biết chừng họ lại đi đọ rượu với ai đó rồi. Đang định đi tìm Lâm Yêu, lào đảo bước tới, có lẽ đã uống một ít rượu. Sau khi thấy anh, dáng chào hỏi của cô ấy cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Niêm Ách Ngàn gọi cô ấy có nhìn thấy Tố Diệp đâu không, cô chỉ vào trong phòng rồi nói Tố Diệp đã uống rượu cùng với mấy người bạn vội từ nước ngoài về dự đám cưới. Niêm Ách Ngàn lo lắng, khi anh quay người định đi thì Lâm Yêu gọi giật anh lại. Tổng giám đốc Niên, anh không ngại nói chuyện với tôi mấy câu chứ? Quyển 11, chương 500, cuộc đời giản dị, năm tháng bình yên. Dường như đâu đâu cũng rộn ràng niềm vui, ngay cả bầu không khí cũng lan tỏa một mùi hương ngọt ngào, chỉ có nơi ở của Diệp Ngọc an tĩnh vô cùng. Từ khi rời khỏi nhà họ Diệp, so với cuộc sống nhung lụi trước đây, Diệp Ngọc của bây giờ bình dị hơn rất nhiều. Tuy rằng cô vẫn là cổ đông của nhà họ Diệp, trong tay vẫn nắm giữ một số cổ phần của Tinh Thạch. Cho dù không làm gì cũng lấy được không ít lợi tức, nhưng cô vẫn cùng với Khúc Nghệ mở cuộc cửa hàng bánh gato tại trung tâm thương mại quốc tế Thiên Giới. Đó là một cửa hàng rất xinh xắn, phù hợp với yêu cầu của các thành phần khách hàng thời thượng hay lãnh đạo qua lại. Khúc Nghệ chẳng cơm khá gì, toàn bộ tiền mở cửa hàng bánh đều do Diệp Ngọc bỏ ra. Cô phải bán một phần bất động sản trong tay mình mới mở được cửa hàng này. Đó là vì do cô mua về, chứ không phải là thuê loại của người ta. Vì chuyện này, Nguyễn Tuyên Mạn tức suýt nữa hộc máu. Còn Diệp Ngọc và Khúc Nghệ chỉ dồn tâm tư vào việc làm sao để quản lý cửa hàng bánh gato này. Hai người họ dường như đoạn tuyệt với bên ngoài, không tham gia bất kỳ sự kiện và hoạt động của nhà họ Diệp, bao gồm cả đám cưới. Chỉ có điều với những lời Nguyễn Tuyên Mạn nói hôm trước vẫn còn khiến Khúc Nghệ nhức nhối ở trong lòng. Hôm nay là đám cưới của Niêm Ách Ngạn và Tố Diệp, Diệp Ngọc vẫn thản nhiên như không. Cô vẫn bận rộn trong cửa hàng, khi công việc xong xuôi, hai người trở về nhà. Cuối cùng Khúc Nghệ không nhịn được, phải nói một câu. Hôm nay bác gái gọi điện thoại tới cửa hàng, lúc ấy em không ở nhà, em đi đưa bánh rồi. Diệp Ngọc khẽ gật đầu. Chắc là em đến dự đám cưới. Anh cũng biết là bây giờ mẹ em vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Niêm Ách Ngạn yêu Tố Diệp mà. Đám cưới này bà xuất hiện không có tác dụng gì, nhưng nếu em tới tham gia, ít nhất cũng cho người ngoài biết vẫn có người phản đối hôn lễ. Khúc Nghệ thở dài. Nhưng mẹ em quên mất hai điểm. Diệp Ngọc ngồi lên sofa, xoa xoa cánh tay. Thứ nhất, em và Niêm Ách Ngạn chỉ kết hôn giả, đây là chuyện mọi người đều biết rõ. Thứ hai, với địa vị ngày hôm nay của Niêm Ách Ngạn, cho dù em có tới đó đây chăng nữa, anh ấy vẫn có bản lĩnh khiến cánh nhà báo đồng lòng một lời,
Nghe nói anh ta bỏ ra không ít tâm sức cho đám cưới này, thế nên chắc chắn không ngại quăng cho đám nhà báo mấy hợp đồng quảng cáo. Kể ra cũng phải. Cũng Nghệ suy nghĩ rồi gật đầu. Bây giờ trong Tinh Thạch, ngoài mặt Diệp Yên vẫn là chủ tịch, nhưng thực tế thì sao? Nguồn tin biết bộ Diệp Yên đã quay về công ty hàng không làm việc rồi. Còn tất cả các công việc quản lý, vận hành từ trên xuống dưới trong Tinh Thạch đều do một tay Nếm Ích Ngạn nắm giữ. Anh ta đã không còn là người đứng dưới một người, trên vạn người nữa. Như hiện nay, ngoài các cổ tổng giám đốc vẫn còn đang giữ, anh ta đã sớm ngồi vào vững vị trí chủ tịch rồi. Còn thế lực của nhà họ Diệp trong Tinh Thạch giờ như cây khô đã bị mưa thu quật đổ, lụi tàn thê thảm. Nghĩ tới đây, Khúc Nghệ cảm thấy rất buồn, cô ấy nhìn Diệp Ngọc rồi nói. Đều là lỗi của tôi, tại tôi liên lụy tới em. Diệp Ngọc không ngờ Khúc Nghệ lại nói vậy, mỉm cười đáp. Anh nói linh tinh cái gì thế? Anh đâu có liên lụy tới em. Nếu như không có tôi, em cũng không phải kết hôn giả với Nếm Ích Ngạn. Có lẽ bây giờ em vẫn được ở nhà trong nhà họ Diệp, làm một cô chủ ăn sung mặc sướng. Nếu không có tôi, em cũng không phải tới cầu xin Nếm Ích Ngạn, cũng không để mất đi số cổ phần của Tinh Thạch. Nếu không vì tôi, em cũng không phải chịu sự khinh rẻ của người đời. Cả bây giờ nữa, em cũng không cần phải tự mở cửa hàng bánh, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm. Đường đường là một thiên kim tiểu thư, lại phải đi giao hàng. Khúc Nghệ đang càng nói, tâm trạng càng tụt dốc. Diệp Ngọc nghe thấy vậy, khó xử trả lời. Anh đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình được không? Tất cả những chuyện này đều là do sự lựa chọn của em. Em không bao giờ hối hận. Có lẽ những chuyện trên đời này là như vậy, mọi thứ đã định sẵn cả rồi. Còn về Tinh Thạch, tuy rằng nó là tâm huyết của bố em, nhưng xưa ông ấy cũng phải dẫm lên máu và nước mắt mới có thể tiếp nhận một vương quốc đa quý. Em chẳng ham mê mấy thứ đó. Thế nên Khúc Nghệ, em cảm thấy bây giờ vẫn tốt mà. Bỏ đi cái mác cô chủ nhà Âu Diệp, nghiêm túc làm việc, lỗ lực phấn đấu. Em cảm thấy bây giờ mỗi ngày em sống được vô cùng đầy đủ. Khúc Nghệ nhìn cô khẽ cười. Nhưng nhà ở Diệp dẫu sao cũng là gia đình của em, đừng vì tôi mà xa cách với người thân của mình. Diệp Ngọc ôm gối mỉm cười. Chuyện gì rồi cũng sẽ có thời gian xóa mờ, em tin rồi sẽ có một ngày họ chấp nhận chúng ta. Mong là như vậy, nhưng sao Khúc Nghệ cảm thấy ngày ấy lại xa xôi vời vợi. Sau khi Tố Diệp tỉnh giấc, nhất thời vẫn không phân biệt được mình đang ở đâu. Tiếng cười đùa và những tiếng thanh âm ồn ào vẫn còn vang vọng trong đầu cô, còn cả hình ảnh quán ma lập loè xanh đỏ. Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa che chặt ánh nắng, không thể phán đoán được bây giờ là mấy giờ tĩnh mịch tối tăm này. Đây là... Tố Diệp ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy, váy ngủ trượt xuống sàn nhà. Cô nhìn xung quanh, nơi đây hoa lệ như cung đình, cũng chỉ có nơi đây mới khiến cô lần đầu tiên tỉnh giấc, tưởng mình vừa xuyên không. Tứ hợp viện, cô đã trở về tứ hợp viện. Chỉ có điều, Tố Diệp chẳng thể nào nhớ mình đã quay về tứ hợp viện từ khi nào và bằng cách nào. Trong phòng phảng phất mùi trầm hương, rất nhạt, rất mờ, tự như du ngủ. Chắc đây cũng là lý do cô say ngủ mà không mơ mộng gì. Cả một chiếc giường rộng lớn như nuốt chửng lấy cô, bên cạnh trống vắng. Trên gối vẫn còn mùi hương trên tóc anh, lác đác mùi gỗ mộc, nhưng người đâu? Tố Diệp ôm chăn, một lúc lâu sau, đưa hai mắt nhìn giờ cô chợt trợn tròn. Trời đất hả, đã 3 giờ chiều rồi. Cô cúng quýt xuống giường, khi đầu gối va vào thành giường, cô đau đến nghiến răng lè lưỡi. Dẫm lên thảm cỏ, lo co từng bước vào trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Khi nhìn vào gương, cô mới kinh hoàng phát hiện ra hai mắt mình sưng vù. Quỷ thân ơi, thế này là thế nào? Khi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ gấp gáp ùa vào trong phòng, trải trên khắp mặt đất. Tố Diệp mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tìm kiếm từng phòng như một bóng ma. Dường như đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nắng rơi xuống, thi thoảng cũng có tiếng chim hót, lại càng khiến cho không gian của tứ hợp viện thêm yên ắng. Cô nghĩ bụng, cái tử cấm thành còn xa xôi cách trở hơn nhiều lần cái tứ hợp viện này, có phải thời cổ đại cũng u tịch tĩnh mịch như thế này không? Khi các phi tần đi tham quan từng gian phòng, liệu chăng cũng cảm thấy mình đơn độc? Tố Diệp hối hận rồi, cô cảm thấy lên ở lại Sa Lưu mới phải, ít ra cũng phải đi tìm một phòng, tìm Nếm Ích Ngạn. Sa Lưu chỉ có 2 tầng, cũng dễ tìm hơn. Không phải là anh chạy tới công ty rồi chứ? Khi tới sân giữa, suy nghĩ đành tan biến. Sân giữa không phải là vườn hoa, nhưng còn hơn cả vườn hoa, nơi đây trồng chủ yếu là đinh hương và hải đường, có vô vàn những loại hoa và chậu cây cảnh phong phú khác, mấy cây như kim tuế, ngân quế, dĩ nhiên là chuyện không khỏi phải nhắc tới. Trước bậc thềm, từng khóm hoa nhài cũng đang xanh tươi mơn mởn. Tố Diệp từng ở một thời gian trong tứ hợp viện, nhưng luôn cảm thấy kính nể hoa cỏ trong tứ hợp viện. Ví như cây hải đường hai người ôm không xuể ngay trước mặt cô đây, vừa nhìn đã biết là một cây cổ thụ lâu năm, hoặc có thể là một giống cây quý, Nếm Ích Ngạn cho người vận chuyển từ đâu đó về.
Tóm lại, dù không được gọi tên, cô biết rõ nó còn quý giá hơn cả bản thân của mình, nói chi từng nhành cây ngọn cỏ ở đây. Còn Lý Minh Hạn thì đang ngồi hóng mát dưới bóng cây, nói là hóng mát có chút khoa trương. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu lớn ngay giữa bóng hải đường. Anh lười biếng dạo vào đó, gọi điện thoại. Anh nói khá ít, đa phần là lắng nghe, thi thoảng lại dặn dò mấy câu. Nhiệt độ năm nay rất bất thường, làm cho hoa hải đường cũng nở rộ muộn hơn. Hoa đang mùa nở, trên đỉnh đầu anh là những bông hoa hải đường lớn, đỏ rực đến say mê. Cô nghe nói hoa hải đường cứ nở mãi, cuối cùng sẽ trắng như tuyết. Nhưng từng bông tuyết rơi xuống mặt đất, sau đó sẽ cho ra ra quả hoa hải đường, tới tháng 9 thì chín. Cô nhớ đến Tống Khánh Linh lúc sống trong cung vương phủ, đã từng trong viết sách, nghĩ tới tháng 9 hải đường chín, mà lại có thói quen làm hải đường ngâm. Tố Diệp nghĩ bụng, mình liệu có lên trèo lên cây, hái mấy quả hải đường xuống làm nước sốt hay không? Nếu mấy ngàn nhìn thấy cô, đầu kia điện thoại vẫn đang bàn công việc, nhưng anh giơ tay về phía cô. Lòng bàn tay của anh rộng lớn và vững chãi, đường trí tuệ và đường sự nghiệp đều khắc rất sâu. Tia sáng hồng hồng hát xuống là bóng của hoa hải đường phản chiếu lên tay anh. Gắt gao buổi chiều đã được cành lá hải đường tùm che khuất, chỉ để lại cảm giác thanh thoát. Tố Diệp không dám làm phiền anh, cô ngoan ngoãn đưa tay mình ra. Hôm nay Lý Minh Ngạn ăn mặc vô cùng thoải mái, hiếm khi được tùy hứng như vậy. Một chiếc áo phông rộng rãi và một chiếc quần dài vừa đẹp với tiết xuân hè đều là tông màu nhạt, không giống như trong mấy bộ vest là lượt. Anh hôm nay trông bình dị, dễ gần hơn rất nhiều. Anh nắm tay Tố Diệp, ung dung đùa nghịch trong lòng bàn tay mình, một mặt vẫn còn đang dặn dò bộ phận thiết kế sản phẩm mới. Đứng dưới gốc cây hải đường, có gió thổi nhẹ táp qua, táp vào mặt một cách vừa đủ. Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống chậm rãi này đúng là thứ cô muốn. Cô chợt nhớ tới thơ của Đào Uyên Minh: Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Bỗng nhiên lại thấy sư đồng có điều kỳ diệu. Qua ngày hôm qua, cô và Lý Minh Hàn đã thật sự là vợ chồng rồi. Tới tận bây giờ Tố Diệp vẫn cảm thấy như mơ như thực. Nhưng hình như chuyện họ quen nhau mới chỉ hôm qua, cô còn bám duyên lấy anh, không ngừng gọi anh là anh rể. Phải, duyên phận của con người thật là kỳ diệu, cô đã trở thành một nửa của anh như vậy, còn anh cũng thực sự là chồng của cô. Kết thúc cuộc điện thoại, Lý Minh Ngạn vẫn dựa vào xích đu như mấy lão già sống gần hoàng thành. Anh nhìn Tố Diệp, cong môi cười. Em ngủ giỏi thật đấy. Tố Diệp đỏ bừng mặt, cô đang định nói chuyện với anh chuyện hôm qua thì điện thoại của anh lại vang lên. Cô nhíu mày lẩm bẩm: Em về phòng đây. Nhìn Lý Minh Ngàn giữ tay cô lại, cười nói: Không cho. Rồi anh nghe máy. Alo, chào giám đốc Hứa. Anh dừng nhưng không hề né tránh cô. Trong lòng Tố Diệp rối bời, thật sự muốn cầm cái điện thoại của anh ném xuống hồ, nhưng mà cô vẫn chưa có cái gan ấy. Người ta đang bàn chuyện nghiêm túc, cô lại nhớ tới câu mợ vãi hay cằn nhằn bên tai: Phụ nữ sau khi kết hôn phải biết quán xuyến việc nhà cho chu toàn, phụ chồng nuôi dạy con cái. Quán xuyến việc nhà, cô không biết mình có làm được không. Phụ chồng nuôi dạy con cái, cô muốn dạy con hình như là quá khó. Cụp mắt xuống, cô buông tay Lý Minh Ngàn ra, đi thẳng đến bên hồ cá, nhàn nhã cho mấy con cá chép đang ngậm nhấm dưới hồ ăn. Ánh sáng trên đỉnh đầu dịu nhẹ, không quá nắng, trên mặt hồ cũng in bóng cây lắc lư rất đẹp. Nếu như tháng ngày này có thể kéo dài thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao. Quay đầu lại, cô vô tình gặp ánh mắt của Lý Minh Hạn nhìn về phía này, trái tim khẽ cuộn lên. Dường như anh cứ nhìn cô mãi, anh nghe điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi cô. Anh khẽ cười, trên gương mặt là một sự ấm áp dễ nhận thấy. Tố Diệp bỗng nhiên nhớ tới một câu: Cuộc đời giản dị, năm tháng bình yên. Thật là đẹp. Cô ích kỷ, hy vọng rằng lúc này sẽ không có bất kỳ ai, không có bất kỳ chuyện gì phá vỡ sự yên bình hạnh phúc này. Quyển 11, chương 501, một đêm không kịp nghỉ ngơi. Từ khi Tố Diệp cho cá ăn xong một túi thức ăn, cuộc gọi điện thoại của Lý Minh Ngạt cũng vừa vặn kết thúc. Anh giơ tay về phía cô: Em lại đây. Tố Diệp làm sạch sẽ rồi đi tới, cô bị kéo anh kéo cùng ngồi vào xuống xích đu. Cô chỉ sợ chân ghế không vững sẽ đứt rời, nhưng Lý Minh Ngạn bật cười nói: Em quá đề cao trọng lượng cơ thể mình rồi đấy. Một chiếc xích đu rộng rãi trọn lấy hai con người. Tố Diệp cứ thế dựa vào trong lòng anh, có mùi gỗ mộc thoang thoảng khi gió nhẹ thổi qua, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ dễ chịu. Cơ thể vốn đã mệt mỏi lại càng thêm lười biếng, không muốn nhúc nhích nữa. Tôi có anh về nhà khi nào vậy? Cô gối đầu lên ngực anh, uể oải cất lời. Tiếng cười của Lý Minh Ngạn vang lên trên đỉnh đầu: Không phải tối qua mà là hôm nay, khi trời tờ mờ sáng.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên. Đám cưới tan muộn như vậy ư? Niềm ánh ngàn cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt không biết xử trí ra sao. Tố Diệp, gọi cả tên lẫn họ mang theo chút nghiêm nghị. Tố Diệp lập tức ngồi nghiêm túc, nhưng cô quên mất đây là dây xích đu. Lắc lư một cái, cả người cô lại ngã vào trong lòng anh. Anh bèn giữ vòng tay giữ chặt lấy cô, trong ngữ khí mang theo giọng chất vấn. Tối qua em không khác gì đi dự đám cưới của người khác. Hả? Cô sao rồi? Đối diện với đôi mắt khó hiểu của Tố Diệp, Niềm Ánh Ngàn cũng thúc bụng kể lại cho cô nghe sự tình từ đầu đến sáng nay. Từ giây phút Tố Diệp hưng phấn uống rượu, tai họa bắt đầu. Niềm Ánh Ngàn vốn dĩ đã bận túi bụi, bạn bè làm ăn chung liên tục kéo tới quà chúc rượu anh, cuối cùng đến cả Hứa Đồng cũng bại trận. Đám Giang Ngọc Viễn, Thịnh Thiên Vĩ thì càng không phải nói, uống đến không phân biệt được phương hướng nữa. Hết cách, Niềm Ánh Ngàn đành phải bấm bụng uống hết ly này tới ly khác. Tới lúc uống kha khá, Niềm Ánh Ngàn mới phát hiện không thấy Tố Diệp đâu. Tất cả mọi người trên bãi cỏ đã say đến mức nói năng lộn xộn. Tố Đông và Phương Tứ Bình cũng đang chúc tụng cùng người thân và bạn bè, chẳng hy vọng được gì. Ban đầu Niềm Ánh Ngàn còn tưởng Tố Diệp đi vào trong phòng ngủ cho tỉnh rượu hoặc ngủ ở đâu đó. Kết quả đi một vòng, những người biến mất cùng cô còn có đám bạn và Lâm Yêu Yêu. Đêm tân hôn đã để mất cô dâu, chuyện này mà nói ra ngoài sẽ thành trò cười cho người khác. Niềm Ánh Ngàn gấp rút đi tìm Diệp Uyên, nói với anh ấy rằng vợ em và vợ anh đều không thấy đâu rồi. Diệp Uyên say khướt, mơ mơ màng màng, anh ấy ôm lấy cái chân ghế sofa cười khì khì. Vợ tôi đang ở trong lòng tôi đây. Niềm Ánh Ngàn đợi cho mình tinh tình rồi gọi cho người khách sạn tới. Họ nhìn thấy Tố Diệp cùng với một đám người lái xe bỏ đi. Hình như họ ồn ào nói tới một quán bar nào đó ở đường Công Thể để tổ chức đêm độc thân. Đêm độc thân, Niềm Ánh Ngàn chỉ muốn lôi ngay Tố Diệp về véo cho cô một trận. Đã kết hôn rồi, còn đêm độc thân cái nỗi gì nữa? Quá đáng hơn cả, lại còn tắt điện thoại. Người tài xế dịch vụ chở Niềm Ánh Ngàn tới đường Công Thể. Anh tới mấy quán bar cũ tìm Tố Diệp, rồi nghe nói bọn họ thật sự đã tới đây. Ông chủ quán bar chỉ một bàn đầy những xe rượu không, rồi nói với Niềm Ánh Ngàn. Mấy cô đó uống dã man quá. Anh hỏi đã đi đâu, ông chủ suy nghĩ rồi trả lời. Hình như là đi hát, cô gái cầm đầu nói muốn tới mấy quán karaoke gần đây. Cô gái cầm đầu. Niềm Ánh Ngàn miêu tả lại hình dáng của Tố Diệp. Ông chủ quán bar ngẫm nghĩ rồi rút trong ví ra một chiếc chứng minh thư nhân dân nói rằng chính là cô gái này này. Không xem không thấy lo, xem rồi Niềm Ánh Ngàn suýt tức chết. Chứng minh thư đó chính là của Tố Diệp, sao chứng minh thư của cô lại để ở đây? Ông chủ vội vàng giải thích. À, cô gái này uống hơn 3 vạn tiền rượu ở chỗ chúng tôi, sau đó lại nói không mang theo ví tiền, nói thế nào cũng quyết đặt lại chứng minh thư ở đây, còn ghi cả số điện thoại và địa chỉ nhà, bảo rằng ngày mai sẽ lập tức tới trả tiền, nếu không trả tiền, tôi có thể tới tận nhà đòi nợ. Niềm Ánh Ngàn nhìn qua, cô có thể ở để lại địa chỉ ở Salium, nghĩ cũng đủ biết, ông ấy mà tới cửa đòi nợ thì thật sự sẽ làm Niềm Ánh tiêu hết hồn hết ví mất thôi. Không còn cách nào khác, Niềm Ánh Ngàn đành rút ví ra thanh toán, rồi lấy lại chứng minh thư. Anh lại mơ mơ hồ hồ đi tới quán karaoke dần ngất. Ông chủ quán đã nhìn thấy chứng minh thư, suýt nữa thì bật khóc. Ông ta níu tay Niềm Ánh Ngàn không chịu buông, nói rằng cô gái này vừa vào phòng VIP đã chê sofa quá cứng, quyết móc hẳn một lỗ to trên con sofa ra xem nó làm bằng chất liệu gì. Niềm Ánh Ngàn to đầu ra, anh có thể tưởng tượng ra lúc đó Tố Diệp hào sảng tới mức nào. Anh lập tức đền tiền. Rồi hỏi ông chủ họ đang ngồi ở phòng nào. Ông chủ họ nói đi từ lâu rồi, có lẽ là tới mấy nhà hàng gần đây ăn đêm. Sau đó ông ấy đẩy một loại thứ cho Niềm Ánh Ngàn xem. Anh cả một đống vòng tay, dây chuyền cũng khá có giá trị, nhưng vừa nhìn là biết mấy món trang sức trên người của Tố Diệp. Từ quán karaoke ra, Niềm Ánh Ngàn bắt đầu một mình chuyến hành trình đằng đẵng đi tìm vợ. Gần đó cơ man các nhà hàng, anh gần như phải tới hỏi thăm từng nơi một. Cuối cùng anh cũng nhận ra sự thật, tìm ra kết thúc chính là anh trả tiền thay cho Tố Diệp như thường lệ, trước một đống sang thức của những người đặt cọc lại. À, còn sót chứng minh thư nhân dân của Lâm Yêu Yêu. Cuối cùng, Niềm Ánh Ngàn đã tìm thấy Tố Diệp ngay cạnh cái cây to bên cuộc đường quốc lộ nhà tử. Ngoài cô ra còn có Lâm Yêu Yêu, không thấy những người khác, có lẽ đã bắt xe đi về cả rồi. Niềm Ánh Ngàn mãi không thể quên được cảnh ấy. Trời mới mờ tờ mờ sáng, may mắn người qua lại không nhiều. Trước cái cây, Lâm Yêu ngồi gục dưới đất, đưa gối đầu lên thân cây, cúi gằm mặt xuống, say đến bất tỉnh nhân sự. Còn Tố Diệp ư, cô đang chống nạnh, dựa vào thân cây, không ngừng nói tí li với cái thân cây. Yêu Yêu à, cậu bảo hai chúng ta là chị em tốt đúng không? Phải không? Mình thấy đấy, hai chúng ta kết hôn quá vội vã. Người ta, trước khi làm đám cưới đều phải có một đêm độc thân gì đó, chúng ta phải ra nước ngoài vui chơi cho đã đời. Tuy rằng Niềm Ánh Ngàn cũng say, nhưng chơi đến mức độ như Tố Diệp,
Nhìn thấy cảnh ấy anh chỉ muốn chưa quen biết cô, đúng là quá mất mặt. Anh lập tức bế ngang người cô lên, cô sống chết ôm chặt lấy cái thân cây kêu cứu. Thế nên cả một không gian vắng vẻ trống trải bỗng chốc ầm ĩ cả lên. Lác đác có mấy người đi nhìn về phía họ. Đây cũng là vừa hay khu đại sứ quán có cảnh sát đi tuần nhìn thấy cảnh ấy, bên đi tới kiểm tra. Nhìn thấy Niêm Ánh Ngạn y như nhìn kẻ lừa bán phụ nữ. Bất đắc dĩ, Niêm Ánh Ngạn đành phải giải thích đây là cô dâu mới cưới của anh, còn phải lấy chứng minh thư của cả hai ra cam đoan. Ngầm Lưu Yêu được đưa thẳng về chỗ của Diệp Uyên, còn anh vác Tố Diệp về Tứ Hợp Viện. Dưới cây hai đường, Tố Diệp nhìn chằm chằm Niêm Ánh Ngạn với vẻ mặt sửng sốt, cứ như anh đang kể chuyện nào nãy. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng. Không thể nào, người anh nói tuyệt đối không thể là em. Sự thật chứng minh, em chỉ uống một chút rượu thôi là lộ nguyên hình. Niêm Ánh Ngạn nhẫn lại đáp. Tố Diệp hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Em chỉ nhớ mình ngồi trên bãi cỏ uống rượu với đám Lâm Yêu. Ký ức cuối cùng của cô chỉ dừng lại ở đó. Niêm Ánh Ngạn xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ. Cũng tại anh, lúc đó không trông chừng chặt một chút thì đã không sao rồi. Niêm Ánh Ngạn suy nghĩ rồi nói. Dấu hiệu uống say của em là đã mắng Phương Mộ Lôi đến bật khóc. Hả? À? Niêm Ánh Ngạn bèn miêu tả cho cô khung ảnh ấy. Phương Mộ Lôi ăn mặc xinh đẹp đi tới mời rượu. Đương nhiên, lúc đó cô ta chỉ hơi ngà ngà rồi. Còn Tố Diệp rõ ràng đã say khướt. Sau khi thấy Phương Bộ Lôi đi tới, cô đổi ly rượu vang trong tay cô ta thành rượu trắng một cách sảng khoái, rồi ép cô ta phải uống. Phương Bộ Lôi không muốn uống, cô bèn bắt cô ta nhận mình là hèn. Phương Bộ Lôi giận dữ, đành phải uống. Thế là Tố Diệp bá vai Phương Bộ Lôi, nói trong giọng say mềm. Đồng chí Phương Bộ Lôi này, chị nói xem, chị thì rõ ràng cái nỗi gì. Ngày nào cũng lận lờ trước mặt tôi, cho mình là giỏi. Chị có cái gì mà vờ vịt? Chẳng phải chị nói muốn lấy chồng giàu sao? Thế thì hôm nay chị còn ăn mặc đẹp, trang điểm xinh để làm gì? Chị muốn hồi xuân đấy à? Bệnh của chị ấy à? Chị phải chữa đi. Chị còn đắc ý trước mặt tôi cái nỗi gì? Nói trắng ra chỉ làm cô bà cô già thôi, không xinh đẹp bằng tôi, dáng cũng không chuẩn bằng tôi, học lực cũng tạm ổn. Nhưng bà đàn ông, ai xem là người học lực? Chẳng qua là bao năm nay chị vẫn độc thân đó sao? Buổi tối ai chăm sóc? Tôi cho chị hay, hôm nay tôi chính thức là lấy chồng rồi. Chị cứ ở đó mà chăn đơn gối trước đi. Khoa học chứng minh, giờ mà chị còn chưa tìm được người đàn ông của mình thì cả đời này vô vọng rồi. Chị muốn tìm một người đã có đòi vợ phải không? Muốn làm mẹ kế của người ta à? Đó mới chỉ là màu đầu, con cả con kia lôi thôi chán. Còn tâm lý của Phương Bội Lôi thì đã hoàn toàn bị Tố Diệp đánh gục. Có lẽ những người phụ nữ độc thân càng sợ thứ gì thì lại hay nghe được thứ ấy. Lời nói của Tố Diệp trở thành vũ khí công kích, làm cô ta bỗng chốc sụp đổ, ngồi bệt xuống bãi cỏ òa khóc. Thế mà kẻ tội đồ Tố Diệp vẫn như vô tư tiếp tục chúc rượu cho cô ta. Không thể nào là em được. Sau khi nghe xong đoạn miêu tả của Niêm Ánh Ngạn, cô thành mình đành thép. Niêm Ánh Ngạn vỏ mạnh đầu cô. Đây chính là em, sau này không được phép uống rượu nữa. Say rượu là gây hỏa, phá phách gì đó thì anh chẳng sợ. Sợ nhất là cô say mềm rồi ngã vào người đàn ông nào đó thì hậu quả khôn lường. Dẫu sao thì cô và anh gặp nhau cũng chính vì cô quá say. Niêm Ánh Ngạn cảm thấy không phải người đàn ông nào cũng có đạo đức chuẩn mực được như thế. Đối mặt với một cô gái say mà lại làm yên, Tố Diệp như đang được nhìn thấy hành vi hoang đường của mình tối hôm qua. Cô cúi gằm lấy động tác nghịch vào đá của anh coi như im lặng. Rất lâu sau cô mới dè dặt hỏi. Thế xe của em thì làm sao? Em phải hứa cai rượu trong vòng một năm anh mới trả xe cho em. Niêm Ánh Ngạn ôm cô nhưng dòng điệu tính như răn dậy. Trong vòng một năm? Tố Diệp suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi. Em còn phải đi làm mà. Ngồi xoay bít. Niêm Ánh Ngạn không chút nể tình. Em sẽ bị dồn chết mất. Thế thì đi tàu điện ngầm. Em sẽ bị kẹp chết mất. Niêm Ánh Ngạn nhìn cô bật cười. Đằng nào cũng có kết cục giống nhau, quá trình không quan trọng. Không được. Niêm Ánh Ngạn véo múi cô, làm cô đau đớn kêu ở mỹ. Anh nói. Làm gì có câu dâu nào cho chú rể leo cây ngay đêm tôn hồn chứ? Thì em... vui quá mà. Cô bị anh nhìn mãi, mặt đỏ bừng. Niêm Ánh Ngạn cười khẽ, ghé sát vào mặt cô. Bây giờ bù lại. Tố Diệp ném trong mồng anh. Động tác vừa rồi của hai người khiến cô cảm thấy cơ thể anh căng ra. Nghe anh nói vậy, cô muốn né tránh. Vừa động đậy đã nhận được thứ quen thuộc. Khung cảnh bây giờ đẹp thế này, thích hợp là mấy chuyện tình cảm lãng mạn. Suy nghĩ của anh sao tầm thường đấy hả? Mặc kệ anh. Hết tập 96. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ Rocky suốt thời gian qua. Hôm nay thì mình vẫn chưa quyết định được chuyện mới để đọc cho các bạn. Có lẽ là ngày mai mình sẽ cố gắng kiếm một bộ truyện nào nó phù hợp với phong cách của mình.
và cũng có thể là một bộ truyện hay về nội dung để đọc cho các bạn nghe. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.